Chào các bạn, là mình Long Minh. Hôm nay mình làm video sẽ giới thiệu về cây kim nô Miha Thrash. Cây này mình nuôi từ cây hạt. Cây hạt mình mua từ Thái về lúc năm xăng. Thì hiện tại là cây đã có Thrash đến cái độ to đến hơn 10 xăng rồi, mà mình đã thu hạt nhiều lần rồi. Các bạn thấy cây Thrash này nó xoắn, mà cái form nó rất to và ra hoa thường xuyên, hoa thì đẹp. Các bạn thấy cánh hoa là nó đều kín. Mình trồng mình có hai cây như thế này, mà cây này là nó lại có máu của cây kim vân, và form nó to mà mũi gai to, nó rất kiểu là trẻ đôi đó, mà rất đẹp. Mà lọ này thụ phấn dễ nữa, nay mình thụ phấn được rất nhiều trái, các bạn thấy không? Form rất đẹp. Những bạn mà nếu mà muốn chơi cây ghim Thrash mà form to thì nên dùng nên mua loại như thế này. Loại này là form to, vàng, có vàng mà dễ trồng nữa, hoa thì đẹp, đều thụ phấn dễ. Mình đã gieo rất nhiều và cũng có được gieo ra lên rất nhiều, mà cũng lên được vài cái Thrash. Cuối video mình sẽ làm một hướng dẫn để thụ phấn cây này, cho vì nó đang có hoa đây, mình đang quay nên là có hoa sẵn, mình sẽ thụ phấn cho các bạn xem. Cái này dễ thụ phấn, mà nếu bạn nào mà muốn